Tụi không dính. Ê, dính rồi. Kẻ. Rồi, rắn cả nhà ơi. Quá hên luôn. Thôi, mình chào mọi người luôn. Thì hôm nay mình tiếp tục đi soi đêm nha cả nhà. Thì gió ồ lắm mọi người. Mọi người xem clip thông cảm giúp mình nha. Hôm nay mình đi với phần vũ của mình, hai người thôi. Khơi hàng con đầu tiên nha cả nhà. Không. Ôi, hay ghê hả? Con bự luôn. Con thứ hai mọi người, mình vừa tắt máy quay lên đó luôn. Vô vô, thằng ơi. Bây giờ hai ba con mình nè mọi người. Dễ ăn với ta. Nữa hả? Ba con chỗ một luôn mọi người. Trời ơi, bự luôn. Đây, cầm trồi cá, cầm trồi cá chắc. Ôi. Mình đi trước đó, giờ con nào đang vũ qua sẽ coi con ăn sao rồi. Còn không? Được, dữ lắm. Chỗ đâm phát rồi. Xinh luôn đó. Ui trời. Dính không? Dính không? Ủa nhiều lắm. Đây mọi người. Ủa chuột bánh bánh không ha? Rồi, mình mới ý xong. Mình mới làm được em này cả nhà. Nhiều lắm, chả có bao con luôn. Cái này vô bánh rồi mọi người ơi. Hết rồi. Có không? Nhóc luôn kìa. Ông đập bằng chỗ này ra nè, chút lo mà đâm. Trời, tao đập bằng chỗ đó đi. Ôi. Một con. Đây cả nhà. Trời ơi, nó xuống mọi người ơi. Nhiều chuột lắm. Cả nhà con chuột nè. Trời ơi nó bự. Trả lại cái gì kìa. Quá khứ con chuột. Ủa trời. Nãy tao dùng con lá lụm chưa. Ủa nhóc luôn Vũ ơi. Quá đầu luôn mọi người, mình mới đâm con mà hai ba con chạy luôn nè. Thấy con nào đập đỏ đó đó. Ủa nó chạy qua kìa. Chúng ta mới tự canh kìa. Chạy vô luôn. Chứ nào. Hả? Ủa nó bự trời. Ủa vậy canh đẳng đi. Vô ngoài đây chú tôi quay cái. Ở dục nước đi. Quá rồi, con Vũ có 50 bự mọi người. Ừ.
cây đâm hết sảy không chú? Tù con chuột này mọi người, khủng khiếp quá trời bự. Dính rồi. Nó đi xem. Xem phim luôn rồi. Chuột chà bá, tù đâm có con không trả lời hết trơn. Đầu đụng má cái chữ đâm cái khỏi mình ruột. Quá trời khu này chuột. Bành bành không luôn. Thứ nái không. Tắm đi, tắm đi, tắm đi. Học lát. Chưa ăn tướng rồi đó mày. Ôi, bạn Vũ dễ ăn như vậy. Được không? Đâm chuột trên bờ luôn. Trời ơi, giận nhé. Này vô mánh nè mọi người. Đi hai người quá hên nè. Đông quá sụt. Đông quá sụt đông. Trời ơi, thấy bự xíu. Thế mà nó bự. Tiếp tục hạ em chuột nó nha cả nhà. Về tôm ăn. Còn để đi sáng luôn. Trái hết thằng và cứng trái. Đâm chị bộ này cả nhà. Nghe đậu, nghe đậu. Nghe đậu. Quá khứ anh em mình nay vô mánh rồi. Mừng ăn. Bắt tay không? Bắt mẹ. Chắc bắt. Tụ không dính. Ê, gì trời. Dính mà nó không sâu. Thôi bắt tay đi rồi đừng có đâm nó nữa. Đạp xuống luôn, đạp xuống. Ông cầm cái chĩa tôi kìa. Dở thử dính không? Dính. Dính đâu? Dính. Không dính. Lo kè. Lo kè. Rồi rắn cả nhà ơi. Quá hên luôn. Nó nằm ở trên đây nè, mình tính quay rồi mà thấy nguy hiểm quá, sợ nó rơi xuống. Chụp con xù cả nhà. Mình chụp này mình đập nó ha. Quá đỡ bự. Chụp nhỏ nữa. Dính luôn rồi. Dính cái đầu này. Ê, hai con luôn. Lại làm vô, làm vô. Ê, ghé, ghé. Cú đậu mưa kìa. Chết rồi ăn. Rồi chết rồi. Chết rồi. Ô, con chuột bự. Mà lao tiếc chứ. Khó gần đâm luôn mọi người, lấy cái cán đục. Hai em mà Vũ đập chết chuột không hay. Quá sướng. Đi lội ra bắt được rồi.
đâu 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 ờ đính thằng cuốc kìa rồi rút đi đồ ra luôn vũ làm tổ cái trẻ luôn mọi người trổ vô cái cây nó á lòn tay dễ phụ có được cứ ngắt à tụ đâm tiếng ghê trời mũi nó dính luôn rồi trời ơi chụp ra được rồi mọi người giờ còn cái mũi chế kéo cái gãy thách bờ làm gì gãy nổi không đạp kéo đại xuống nó vô giòn nhỉ chuốt thôi em lớn này cả nhà dễ ăn không bình bình không à canh từ từ cái đầu cũng nhích kìa để khỏe anh trời ơi thử nãy luôn mọi người ơi sướng con nào con lấy nè lỗi rồi đó kìa trời ơi kỳ phen bự bự không luôn hết rồi vậy không sâu lắm á chặn nước liền coi trục bự lắm cả nhà phản xạ tự nhiên trời con nào con lấy mãi ông báo mới quất con tới mình quất thêm con bự nữa khủng long không hên ghê không chọc chế đâu chọc chế vô con nói ché trời ơi siêu phẩm không vậy dính chuột luôn cả nhà vũ con gì bò đắm dính luôn hả ghê vậy dính nước cả nhà mình gõ ở đầu nó sẽ chết dở chà chứ sao đâm thôi rút lên đi ôi rắn cả nhà ơi con rắn thứ hai của hai anh em mình ha đặt luôn đi ba buông đó chuột gì đâu mà khủng khiếp luôn á mọi người thì quay á mọi người không có thấy được lúc con chuột chạy đâu mình thấy dầu thấy ớn hải hùng dạ, mai cũng dở cái đống này nè cống xù nội ơi chín rồi cống con cống mini ba cống con nữa được đó lặn ra ngoài nói cho tôi đó bao nhiêu rồi ấy tạm xin
không có hang đâu, không có hang. Bữa dính nhà trời. Đây nè, ồ vô hang rồi. Ê, con chuột cái đây luôn, con chuột cái đây luôn. Đi dò được đâu bảo. Ủa nó. Thấy con chuột đó mà. Mọi người ơi, một túi trà bá lửa luôn. Thì mình đâm á, máu nghe không à, mình không có quay cận được con chuột ha. Thì ủa sao có cá bạn? 4 kg con mấy. Chỉ đâm cá. Thì được 2 con rắn với 1 đống chuột luôn. Giờ hôm nay mình dài về nó hên xui.